Nếu các bạn chưa biết thì đây là group Facebook và trang fanpage của mình. Hãy gia nhập Thợ Săn Run City quân Torico để cùng nhau giao lưu, trao đổi, cập nhật thông tin, tìm thêm chiến hữu cho mình, hóa thân thành một thợ săn, một nhà huấn luyện rồng tài ba các bạn nhé. Mang tinh thần ý chí kiên định và sự đẹp trai, xinh gái, phong cách thanh lịch thì các bạn hãy ủng hộ luôn cho kênh phụ quân Torico News và kênh TikTok của mình các bạn nhé. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào thân ái và quyết thắng, chào mừng trở lại với channel của mình là quân Torico đây. Rất vui khi là bạn trong series Run City và xin chúc bạn có một ngày thật là tốt lành và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Xin chân thành cảm ơn. Thứ bảy máu chảy về tim, chủ nhật thần mực xung vai. Và ngày hôm nay chúng ta đã có một nơi để mà giao chiến vô cùng là nảy lửa, vô cùng là chóe điện luôn các bạn ạ. Đó là Master Elegit 2 khi mà đã phá giải phong ấn của mức giới hạn về luật ở đây. Thì đã có thể là xuất hiện thêm hai nhân tố mới, đó chính là Dain Hùng level 70 năm sao tu vi tăng tiến đỉnh phong và Nathaniel Hexer Vampire cũng đã level 70 năm sao tu vi cũng đã tăng tiến đỉnh phong rồi các bạn ạ. Đây sẽ là hai nhân tố mới khiến cho những trận đấu chúng ta sẽ là hấp dẫn kịch tính hơn bao giờ hết phải không các bạn? Chạm trán với những đối thủ kế bên cũng là những đối thủ rất là mạnh trong cái tình hình là Blood God đã bị suy giảm sức mạnh. Suy giảm sức mạnh ở đây đó là việc mà chúng ta đã bị phích lại ở skill bóng tối, không còn là có thể gây ảnh hưởng gián đoạn đến bồi sinh nữa. Cho nên việc mà chúng ta cần phải gia tăng sức mạnh, gia tăng những chú rồng gánh tem là điều mà cần thiết. Và cuối cùng thì chúng ta cũng đã lên được đội hình như vậy rồi các bạn ạ. Ok, và có lẽ là trong ngày hôm nay với sự dẫn dắt của Plus God Nanh Thần và người trước đó là Brightful Nanh Băng và cộng với lại hai cộng sự mới, nói chung là hai gương mặt sáng giá gánh team mới, đó là Dain Hùng, Frostmanticama và Nathaniel Hexer Vampire, thì chúng ta sẽ gọi là với đội hình này để mà có thể là đột phá được Grandmaster 2, có những cái trận đánh vô cùng là mạnh nhãn nha các bạn. Thời gian dành chúng ta sẽ là 3 ngày và từ đây gọi là về đến gọi là mức run Elegit 3 thì sẽ có rất nhiều video về những trận đấu nảy lửa như vậy đấy các bạn. Sẽ gặp nhiều cái trường hợp khác nhau và không biết khi nào thì những nhân vật như là Dain Hùng và Nathaniel mới được gọi là thực hiện nghi thức, đó là gắn bơ hồi sinh các bạn ạ. Bởi vì hiện tại chúng ta vẫn chưa có bơ hồi sinh nha. Và bây giờ sẽ là trận đấu đối đầu đầu tiên và mình sẽ gọi là chưa cần sử dụng đến tháp nha. Để mình muốn xem thử là sức mạnh của hai chiến binh mới này có giúp chúng ta là vượt qua được một trận đấu rất khó khăn bên kia với sự gọi là có mặt của Sinfu. Wow, Sinfu gọi là bơ hồi sinh 3%. Brightful không có bơ hồi sinh và Brightful cũng không có bơ. Và thì có lẽ trận đấu này cũng khá là cân sức rồi. Nhưng với những chiến lực trong đội hình chúng ta chọn ra như là cả ba chú rồng Vampire mạnh nhất đứng gọi là top 1 Nanh Thần, top 2 có thể là Hexer, top 3 là Brightful, và chú rồng ngon nhất bên gọi là Kama nếu như chỉ chọn một chú rồng đại diện đó là Fragmented Kama, thì với đội hình này với cái sự điều khiển của chúng ta thì mình tin rằng chúng ta sẽ có thể là dẫn dắt đội hình của mình để mà đánh bại đội hình bên kia nha các bạn. Vô. Ok, và kèo đấu gọi là đầu tiên đến từ việc là chú rồng Sinfu bên kia Gonku Black đã sử dụng một skill áp chảo khiến cho Nanh Thần bị trọng thương. Không ngờ gọi là đòn đánh bên kia lại mạnh như vậy các bạn. Sinfu dù nói gì đi nữa cũng là một gọi là vị thần ở trong gọi là Brightful, nói chung là ở trong gọi là Vampire đấy các bạn ạ. Trong việc là có thể huy động sức mạnh cực kỳ ghê gớm. Nhưng bên kia đã không sử dụng đến skill đặc biệt như là skill hấp huyết thì chúng ta xin nhá. Đây cũng là một kế hoạch trong việc bên kia tiếp tục đánh thêm một đòn cơn thịnh nộ của lửa thần nành ác mộng quá ghê gớm các bạn ạ. Vậy đây thì có lẽ là với lượng máu 146k chúng ta có thể là solo xanh chính với chủ rộng bên kia nhưng sẽ để lại khá là nhiều hậu quả đấy các bạn ạ. Có lẽ nên vậy chúng ta sẽ sử dụng chu rồng gọi là Nanh Tình Yêu. Nhưng mà khoan đã, bên kia có khắc chế mình không? Hình như là bên kia không khắc chế mình. Vậy thì sẽ sử dụng là Hexer Vampire với một skill bóng tối đủ sức để mà hạ gục chu rồng bên kia. 255k máu, wow. Đó là một đòn hình như là lên được tới 6 phát đấy các bạn ạ. Quả là một cái sự lựa chọn chiêu thức là đúng đắn, khiến cho chú rồng bên kia chỉ còn lại một miếng máu sẽ sẵn tiện cho chúng ta sử dụng skill của Blood God. Đó là skill vạn thế, gọi là quy nhất các bạn ạ. Đấy, thế là bên kia đã gánh chịu một lượng sát thương nhỏ nhỏ. Cái gì đây? Vegeta? Mà còn có hình ngôi sao nữa, cái gì vậy?
không ngờ bên kia gọi là đặt tên theo gọi là chuẩn bên gọi là bên nói chung là fan của bảy viên ngọc rồng các bạn ạ. Vừa gọi là Goku Black mà vừa Vegeta mà còn có hình ngôi sao nữa chứ. Không để hình Vegeta đi, để hình ngôi sao. Chẳng ai cần đấy các bạn, ai cần màn đêm. Thôi được rồi. Nếu như chú rồng bên kia gọi là cũng đã xuất đầu lộ diện rồi thì còn lại chú rồng Đan Hùng sẽ xem như thế nào nha các bạn. Đan Hùng tung ra một skill Ninja Star khiến cho chú rồng kia mất 198k máu luôn hả? Bên kia chưởng một phát, dường như Đan Hùng vẫn chưa gọi là thể hiện cái skill block của mình, cái nội tại của mình. Thì như các bạn thấy là trong những trận đấu đỉnh cao thì kể cả là những rồng Kama chúng ta có lượng máu rất là nhiều, nhưng mà bên kia cũng là những chú rồng đỉnh cao rồi các bạn, cho nên là lượng máu bên kia gọi là đánh bên mình cũng đau lắm, tầm là 3 lượt kiểu mà đòn đánh mạnh đấy, không cảnh khắc chế được các bạn thì chúng ta không đỡ được là tự khắc ra đi rồi. Broly, what, sao chú rồng này lại là Broly nhỉ? Thôi xong rồi các bạn ạ. Tại sao mình lại nói như vậy? Mặc dù chúng ta vẫn còn máu, nhưng cái vấn đề ở đây á là chú rồng bên kia nếu như mình xuất ra một chú rồng khác, nhiều khi chơi skill gọi là lửa đấy các bạn, cào loạn xạ đấy, cào trúng Đan Hùng là xác định chưa gì mới vô, chưa làm gì bay màu mất một chú rồng gánh tay bên mình rồi. Vậy thì mình phải làm gì đây? Ồ, có lẽ là mình sẽ sử dụng gọi là Nantinew để mà mồi nhử bên kia. Nhử là sao các bạn? Sẽ là để bên kia đánh chí mạng mình. Mà chí mạng nếu như mình đang gọi là sử dụng hấp huyết và hồi phục lại lượng máu thì bên kia chắc chắn là không thể one hit được mình rồi. Một và 187 bây giờ thì nói chung là đã có thể là cân bằng vậy thế trận rồi. Và sử dụng một đòn chí mạng bên kia phải chết không thể nghi ngờ, không có một giây trì hoãn các bạn. Trong một sát na, chúng ta đã có thể là nghĩ ra một cái biện pháp ứng phó rất là mạnh mẽ. Rồi, bây giờ đã đến lúc là chúng ta thi triển gọi là con bài, nói chung là lên bút tháp rồi các bạn ạ. Thời gian cũng khá là hợp lý, hữu ích cho việc chúng ta bút tháp lên. Đã có tháp năng lượng rồi thì sức mạnh của những rồng trong đây sẽ gọi là tăng tiến lên một tầm cao mới. Mặc dù chúng ta không có được lợi ích gì từ việc là búp môi trường của môi trường điện vì những chú rồng chúng ta cũng đâu có hề điện đó các bạn. Nhưng có thể là áp sát những chú rồng bên kia. Đánh với bạn Blue Star nha các bạn. Bạn này thì chúng ta có chú rồng Ultimate level 70 năm sao, chú rồng gọi là hai Diva Tyson 60 4 sao và một chú rồng 5 sao khác sẵn sàng là đối thủ các bạn ạ. Ok, mà nếu như lúc nãy mà gặp đội hình bên kia mà luôn hai chú rồng phía cuối có bờ hồi sinh đấy thì thắng bại còn gọi là chưa rõ ràng đâu các bạn ạ. Wow, chú rồng này tên là Quinlan các bạn ạ. Ồ, được rồi, vậy thì chúng ta sẽ sử dụng skill đầu tiên là nắm đấm Legend Spell. Wow, 131k luôn, quá ghê gớm. Đấy, sức mạnh cực kỳ là ghê các bạn ạ. Bút tháp lên phát đánh 100 gọi là ba mấy k hai phát là bay màu một chú rồng, cho dù bên kia là cách mượn bay màu không thể nghi ngờ các bạn ạ. Thế là mạnh thế sao? Tháp lên có khác các bạn ạ. 129k hấp huyết á. Wow, quá ghê gớm các bạn ạ. Bây giờ thì chú rồng bên kia có hiện bua đầu tiên. Mà như là mình để ý đội hình của mình thì chưa có chú rồng nào gánh team kiểu như là cách 10 có skill đặc biệt mà có hệ Primal đấy các bạn. Chứ vậy nên mình đang gọi là suy nghĩ đến chú rồng là mắt đỏ sẽ là cái thừa tiếp theo. Nhưng nói chung là vẫn chưa có những cái bước hành động cụ thể nha. Tại vì cái sự kiện của chúng ta vẫn còn đâu đó khá là mong manh, chưa có những cái sự kiện ngon để mà ra sức cày óp nha các bạn. Bây giờ thì có lẽ chúng ta sẽ đối mặt với chú rồng bên kia bằng Đan Hùng. Thôi mình nghĩ là chắc để Nantinew thể hiện cái pha gọi là bốc lửa thần thánh đi nào, sử dụng Dạ Đế X Hoàng Quyền 1 2 3. Trời ơi, bà phát 123k, hẳn là chúng ta cần nhân phẩm nhiều hơn như vậy. Nhưng với cái đòn đánh này thì bên kia cũng chỉ cần tới hai phát thôi các bạn là đi rồi. Sao mạnh thế nhở? Mình sẽ sử dụng skill của Loạn Thế Hồng Lưu Chaos nha các bạn. Loạn Thế Hồng Lưu 124k, quả không khiến cho chúng ta thất vọng. Ồ, bên kia chưởng mình có nhiều đó thôi sao? Để mình thử xem là chúng ta có kích hoạt được nội tại không nha. Hãy kích hoạt. Ôi, 135k, không cần kích hoạt nội tại. Bên kia cũng đã một bị những cái đòn đánh vô cùng là áp bức các bạn ạ. À, nãy giờ chưa thấy kích hoạt nội tại lần nào luôn á. Kích hoạt đi nào. Trời ơi, Đài Hùng chúng ta là dở chấn rồi. Đánh ở trong gọi là language chắc chắn thắng rồi, là cứ lóc liên tục, lóc như siêu nhân các bạn. Còn trong đây không thấy lóc phát nào luôn. Trời ơi, buồn Đan Hùng quá à. Chúng ta sẽ gọi là sời skill này. Chắc là Đan Hùng bảo là phải gắn bơ hồi sinh cho gọi Đan Hùng thì Đan Hùng mới tự tin thi triển nội tại được. Có lẽ là như vậy các bạn ạ.
Nhưng nếu như vậy thì cũng được một cái là sẽ không có gì đe dọa tới bơ hồi sinh của chúng ta các bạn ạ. Trừ đòn đánh Astatun. Rồi bên kia có Dazzlord, Hexer, Vapeer và y nói chung là một chú rồng 3 sao level 50. Chưa có gọi là nhiều cái kích thích lắm. Đây rồi, Ultimate, Anyone và một chú rồng nhạn các bạn ạ. Thôi, kệ, cứ vào đánh luôn đi. Đấy, bên kia sẽ nói chung là chắc là hai phát là bên kia bay màu rồi. Nhưng mình thử xem là với skill bóng túi mà bút tháp rồi nha, không có bút môi trường nhưng bút tháp thì khởi động lên tầm cao có thể là one hit được chú rồng bên kia không. Đây là điều mà Prideful chúng ta dường như là khó thể làm được các bạn ạ. Nhưng trời ơi, 265k, what? Wow! Đây là một cái gọi là một cái chiêu thức bị đòn đánh mà nó lên quá cao các bạn, 265k. Nếu như chí mạng lên đó thì phải trên 500k rồi, phải là 530k các bạn ạ. Wow, quá tuyệt vời. Với skill đang là bút tháp nha các bạn. Chưa có gọi là cộng vào 60% đam của skill bóng tối. Còn nếu không thì có lẽ là khá là tối luôn các bạn ạ. À, tắt đèn luôn ý. Bây giờ đến lượt Đại Hùng sẽ gọi là thi triển skill của mình. Với đòn đánh gió, anh ấy tự tin vì không ai gọi là trong những chú rồng này có khả năng khắc chế được, mà hiếm người khắc chế nha. Vì hệ Chaos đầu tiên là chúng ta có lợi thế rất là nhiều. Ok, chú rồng nhạn này thì mình cũng chưa có thể là kích hoạt được nội tại. Rồi, ok, nội tại được kích hoạt. Và thay vì bây giờ mình xài nội tại vào người anh chàng bên kia thì mình sẽ chừa lại các bạn để có một pha đánh one hit one kill luôn xem có được không nha các bạn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ sử dụng gọi là nanh thần và mình sẽ gọi là để cho chú rồng Anyone bên kia có đầy đủ 100% công lực lượng máu để anh ấy sẽ đón nhận cái phát sự trừng trị của gọi là thần thánh các bạn ạ. Đấy, Đại Anh Hùng ơi, chúng tôi bị gọi là đánh chỉ trong vòng một tên các bạn, một tên và một lượt bên kia đấy, và đánh thêm một lượt nữa thì đã có thể khiến cho mình mất đi tới tận là gần 2 phần 3 cây máu. Quả nhiên không đơn giản các bạn ạ. Bây giờ sẽ là đòn đánh chí mạng 219k bên kia. Nếu như có đồ tài của chú rồng Đại Anh Hùng thì mình sẽ chọn skill nào nhỉ? Skill Ninja Star chưa bao giờ làm chúng ta thất vọng phải không nào? 223k các bạn ạ. Đúng vậy, cái lượng sát thương này có thể là đánh bại luôn một chú rồng cách chết bình thường, nhưng mà với điều kiện là không được bút máu nha các bạn. Ok, quay cái gì vậy? Rớt điện thoại các bạn. Không ngờ gọi là sức mạnh của Đại Anh Hùng quá to lớn khiến cho chúng ta bị gung tay luôn. Rớt điện thoại luôn các bạn ạ. Ok, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang đối thủ mạnh hơn đi. Bây giờ là chúng ta thấy đội hình mạnh rồi, không cho đội hình mạnh đánh với ta nữa sao? Wow, đội hình này thì nói chung là về những đội hình cổ xưa các bạn. Các bạn cứ tưởng tượng như là chúng ta đang ở một cái gọi là meta, một cái phiên bản mà giống như ở thời gọi là hiện đại siêu cấp. Còn bên kia là thời cổ xưa, khi mà những chú rồng đài ngày xưa mà gọi là cũng là một phương bá chủ các bạn. Nhưng bây giờ thời thế đã thay đổi rồi, chúng ta sẽ lấy những chú rồng ở trong phiên bản mới, thời đại mới để mà giao tranh với những chú rồng ở gọi là bản cũ nha các bạn. Và bây giờ sẽ là một đòn đánh khôi tình thách đấu. À, khoan đã, chúng ta vẫn còn nanh tình yêu. Cứ mỗi phát mà mới vô mà máu nhiều nhiều vậy, hãy để cho nanh tình yêu bị biết đâu, và biết đâu những cái đòn đánh này có thể là gây nói chung là một phát bay màu luôn chú rồng bên kia. Và nhiều khi là 5 phát cũng có thể là khiến chú rồng bên kia bay màu đấy các bạn ạ. Thử xem nha, có 5 phát không? Chuẩn bị nè, 1, 2, 3, 4. Thôi rồi, mỗi 4 phát là thêm một phát nữa thì có lẽ sẽ được. Asaton bên kia, nói chung chú rồng Anyone này cũng là một trong những chú rồng mạnh mẽ nha các bạn. Các bạn thấy không? Một lượt đánh mà có thể khiến cho chúng ta mất nhiều máu như vậy. Tất nhiên là do bên kia kích hoạt được Asaton, nhưng cũng tính là năng lực của bên kia đấy các bạn ạ. Wow, và nếu như gọi là có thể trend skill ok nữa thì không biết là lợi hại tới cỡ nào phải không các bạn. Thôi được rồi, là sẽ gọi là cho chú rồng Đại Anh Hùng. Bởi vì Đại Anh Hùng sẽ là người tiếp những cái đòn đánh bên kia và có thể khắc chế được kiểu như là việc mà chúng ta đỡ được. Uầy, đỡ được rồi. Bên kia sử dụng gọi là múa rìu và mắc thợ và đã bị chúng ta gọi là đỡ lại rồi đấy. Kiểu giống như là tiều phu bố cuối. Khoan đã, đấy, đỡ lại một phát xong rồi ném cái củi đi và sẽ đáp trả lại. Khoan, bên kia gọi là có thể khắc chế luôn cái skill Ninja Star rồi. Nhưng đừng quên, mình vẫn còn là skill gió gọi là Phong Long Bạo nha các bạn.
một đòn cờ che gió 246k. Wow, với cái đòn này thì nhiều khi là còn đánh bại luôn cả một chú rồng cách 10 đầy cái máu đấy chứ. Nhưng mà với điều kiện cũng không bút tháp nên gọi là không để bút máu nha. Wow, quá ghê gớm. Cái skill gió nó mạnh cái gì. Giờ thử lại skill gió nha. Skill gió một lần nữa 115k máu. Wow, chỉ mạnh lên 230 rồi. Nhưng mà khi nãy là đòn đánh khá là mạnh nha các bạn. Lanh thần bảo là ui giời ơi, thế là không cần lanh thần ra tay nữa sao. Ai, đúng là giờ thời thế các bạn ạ. Mọi người, đội hình của chúng ta đã trưởng thành rồi. Thì mình vẫn sẽ cho lanh thần là với cái vai trò là đội trưởng nha các bạn. Giống như vai trò thủ lĩnh đi. Thay vì đó là đội trưởng thì là vai trò là thủ lĩnh của binh đoàn bên mình đi. Thì với một cái gọi là góc nhìn của một người thủ lĩnh thì anh ấy sẽ gọi là vui vẻ, gọi là động viên cho những thành viên, chứ chúng ta không có quá là đố kỵ hay là quá là ganh ghét đâu nha các bạn. Ok, vậy thì Nan Thần cũng sẽ tôn trọng và để cái đòn kết liễu này lại cho Nan Tình Yêu, vì cô ấy cũng muốn chứng minh là chỉ với 5 phát giật cũng đủ sức là đánh bại một chú rồng đang còn gọi là đầy kề máu của một chú rồng cách 9 bình thường nha các bạn. Ok, hãy giật 5 phát xem nào. 1, 2, 3, 4, 5. 226k, đúng vậy các bạn. Không còn nghi ngờ gì nữa. Cho dù là giật 5 phát với khả năng đang bút tháp vẫn có cơ hội là chấm dứt một chú rồng cấp 9 đầy máu bên kia. Quá là ngon phải không các bạn? Wow. Như Prideful thì cho dù nãy bút tháp, việc này cũng hơi là khó khăn, vừa nãy cần phải có đầy máu và cũng như là trong những cái số cái điều kiện thích hợp nha các bạn. Nhưng với Nan Tình Yêu thì chỉ cần nhân phẩm, không cần là chúng ta phải hiến tế hy sinh lượng máu. Nhưng đổi lại thì nói chung là trong nhiều pha chúng ta vẫn sẽ khó có thể kiểm soát được. Đấy, vì vậy nên để mà có thể khiến cho gọi là chú rồng Hexer Vampire được hạnh phúc thì chúng ta sẽ thay đổi vị trí của Đan Hùng một thời gian cho Nan Băng nha các bạn. Nan Băng gọi là thèm được đi chung với Cross lá. Nan Băng sẽ tự tay chấm dứt chú rồng. Ôi, 33% đam, 3% gọi là hồi sinh này các bạn. Ok. Rồi, chúng ta sẽ xem thử là như thế nào nha. Nhưng mà mình nghĩ là để cho gọi là... Ôi, trời ơi. May mà mình đổi sang nha các bạn. Mình mà không đổi, mình cũng quên luôn bên kia cái rồng Mopeus. Mopeus khắc chế bao ghê các bạn ạ. Vậy mình gọi là đổi chú rồng kia sang cho gọi là Nan gọi là Băng rồi. Giờ thì để cho Nan Tình Yêu ra tay trước. Hexer Vampire giật 5 phát cũng khiến cho bên kia bay màu ạ. Uầy, đúng vậy các bạn, nhưng đây là giật 6 phát. Nhưng mà đôi lúc là cũng phải cân nhắc nha các bạn. Vì giật này cũng có lúc là canxi tăng, cũng có lúc là thấp canxi. Và giờ thì chú rồng bên kia phải trả giá vì đã động đau đến người mà Nan Băng thầm thương trộm nhớ. Ok, nhưng mà mình gọi là không thể kia. Một skill... Wow, 121k. Tại sao lại không lên 130k như chú rồng kia nhỉ? Ok, giờ để là Nan Thần nha. Nan Thần thì không sao đâu, chú rồng này có giật mình thì mình cũng kia các bạn, con vô sinh mà. Đây, cú đấm lây gành của Blood God nè. Ôi, 118k. Tính ra hai skill này ngang đam nhau mà. Hết sự mà quả nhiên đã gọi là chơi skill giật giật. Giật 4 phát 146k. Nhưng mà không sao cả, có bồi sinh là có thể là do dự được. Không được rồi các bạn, bên kia gọi là khắc chế dữ lắm. Thôi, chúng ta đang gặp tình huống bất lợi rồi các bạn à. Bất lợi rồi. Thì mình sẽ sử dụng skill nào đây? Mình có thể sử dụng bóng tối, nhưng mà mình sẽ hấp huyết trước nha các bạn. Hấp huyết. Đẩy hấp huyết 126k. Bên kia gọi là chưởng lại. Nhanh nhanh không, bên kia hồi cái skill kia là xong đấy các bạn. Nhanh thần, mình đang gọi là nghi ngờ. Mình đang bút tháp mà. Bút tháp thì kiểu gì mình cũng gọi là đánh mạnh với các bạn. Rồi, bút tháp lên thì sẽ hấp được nhiều máu hơn. Oh no. Bên kia sử dụng Magma Storm nhưng không thể gọi là qua mắt được chúng ta đâu. Bây giờ thì còn lại Nan Băng nha các bạn. Nhưng mà bên kia xài chí mạng cũng đau đấy. Thế thì mình sẽ sử dụng lại chú rồng Nan Tình Yêu được không được. Bên kia hồi sinh sử dụng skill bóng tối là... Sẽ bay màu đấy. Ok, Nan Băng. Nan Băng sẽ gọi là người đảm nhiệm cái vai trò này. Với một đòn gọi là cào cấu nè. Bên kia sử dụng Phượng Hoàng Lửa và Magma Storm. Magma Storm 240k. Wow, đúng là đam ảo thiệt sự các bạn ạ. Được,
Được, được, được. Khoan, 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 khoan. Để cho Nan tình yêu tự tay chấm dứt bản sao của Garrett các bạn ạ. Rally Victory lượng máu không còn nhưng mà vẫn đam lên 168k khi mà lượng máu không còn các bạn ạ. Đó là nhờ bút tháp đấy. Ok, quay trận đấu cuối cùng có vẻ là sướng nè. Kìa, sao hai chú rồng bên kia không 0-70 luôn cho nó đã. Bạn Luka chắc là bơi xin. Ờ, không phải bơi xin, nó đổi 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 các bạn, đổi 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 đổi. Phải là trận đấu là căng thẳng lên. Phải là gọi là ghê gớm lên các bạn. Chứ được, bên đây là những chú rồng thuộc bình thường quá. Mạnh lên nào. Đấy, ra phải như vậy chứ các bạn. Rồi ok, và lần này thì chúng ta sẽ trưởng gọi là chúng ta sẽ chứng minh cái sự trưởng thành của gọi là team nha các bạn. Đó là không cần đến chú rồng Let God, chúng ta vẫn sẽ thắng trận này. Có làm được không? Cũng nói chung là cũng không thể nói trước đâu các bạn ạ. Vì bên đây có bơ hồi sinh, tất cả là ba bơ hồi sinh luôn. Nếu như có Let God trong đây á, mình khẳng định là trận đó mình có. Nhưng mà nếu mình phải gọi là đánh cược trong pha này thì vẫn chưa chắc là biết là có thắng hay không nha các bạn. Bởi vì Dino hùng và Nan tình yêu chưa có bơ. Các bạn chúng ta cần lưu ý điều đó. Nhưng một điều an ủi cho chúng ta đó là việc mà chúng ta đang bút tháp, cho nên trận đấu này vẫn có thể thử nha. Nếu như không bút tháp thì có lẽ mình còn gọi là một phần nào đấy gọi là tỷ lệ khá là thấp. Nhưng đã bút tháp rồi, mình tin với gọi là sự trưởng thành của đội hình của mình thì không cần, gọi là chưa cần đến Blood God, chúng ta vẫn có thể là chiến thắng được một trận đấu khó khăn như thế này nha. Cũng gọi là bên kia chú rồng cuối cùng chưa có tăng tiến tu vi đỉnh phong. Nhưng mà đây sẽ là một cái trận đấu đáng ghi nhớ đấy các bạn. Nếu trận đấu thất bại thì chẳng lẽ là công sức nãy giờ chúng ta bên kia đánh trước rồi. Không, chúng ta đã bị gọi là dành trước một đòn nhưng chúng ta có chí mạng. Hay lắm. Ninja Star cộng bút tháp, liệu chúng ta có thể làm bay màu luôn một chú rồng 241k máu bên kia không? Như cách mà chúng ta đã làm ở đầu video thì Đan Hùng chăm sự nhờ vào Ninja Star tỏa sáng một phát one hit 246k một lần nữa tái diện. Đó chính là sức mạnh của skill được chi mạng lên Ninja Star các bạn ạ. Có thể nói là bạch đế kim hoàng chảo đứng đầu trong những skill gọi là có hệ thép. Quá ghê gớm. Và chú rồng bên kia vẫn có bờ sinh và cào lại chúng ta một miếng máu. Nhưng đó sẽ là lần cào cuối cùng của anh ấy khi chạm trán với Nanh Băng. Nhưng mình cảm thấy là đó là như một cái bẫy để mà cho Nanh Băng vào rồi sẽ sử dụng lửa thiêu đốt, rồi sử dụng gọi là đòn đánh trên mặt đất. Cho nên là Nanh Tình Yêu sẽ thay Nanh Băng làm điều đó. 251k. Ơ kìa. Cái skill. Wow, bên kia đánh hái lượt các bạn ạ. Cái skill Magma Storm cộng của duy nhất Nan Tình Yêu là nó ảo như vậy sao? Nó là mạnh như vậy sao? Kinh dị thiệt các bạn, 251k luôn. Wow. Bút tháp lên đánh ảo thiệt sự. Lúc nãy gọi là Nan Tình Yêu bên kia cũng ảo một phát đam 120k, mà bên kia là vừa không bút tháp mà vừa không có trang luyện skill nên mình kiểu mình nghĩ là vậy. Bên đây gọi là cũng ảo luôn các bạn. Skill này mạnh sẵn rồi. Ok, nhưng mà bên kia có tới là 230k máu. Liệu chúng ta sẽ làm gì ở pha này đây? Nanh băng đã bị vô hiệu hóa rồi. Không ngờ bên kia lại tàn ác như vậy các bạn ạ. Đã có thể vô hiệu hóa chúng ta. Nanh băng chỉ có thể cầm cự với một đòn hấp huyết thôi. Bên kia vẫn còn bơ hồi sinh nha các bạn. Các bạn nên lưu ý điều đó. Quá nguy hiểm trong pha này. Có lẽ mình sẽ gọi là sử dụng hấp huyết để mà cầm chân nha các bạn. Hấp huyết thần trưởng 129k. Wow. Mình quên mất là sức mạnh của chúng ta đang bút tháp đánh quá mạnh mẽ các bạn ạ. Bây giờ là... Ô khoan. Trời ơi, chưa mất máu mà đã xài hấp huyết rồi. À thôi không sao đâu. Dù sao thì bên kia cũng phải chết, không thể nghi ngờ, không có một điểm trì hoãn các bạn ạ. Nhưng với cái tình hình trước mắt thì khả năng cao chúng ta sẽ bị counter rồi các bạn. Ờ, bên đây không có skill khắc chế, thế thì Nan Tình Yêu vẫn có thể sống sót chủ qua một lượt. Bên kia vẫn còn hơi sinh nha, chúng ta chưa thả lỏng được đâu. 74k vậy thì không ổn rồi. 74k vậy thì không khách sáo rồi. Nhưng mà Nanh Băng nãy giờ chưa gọi là cống hiến được điều gì các bạn. Ok, thôi chúng ta gọi là sẽ trọng dụng đến Nanh Tình Yêu vậy. Sức mạnh của tình yêu sẽ che chở cho người đã từng che chở cho Nanh Tình Yêu từ khoảng thời gian rất lâu rồi. Trời ơi, chỉ với một đòn đánh hấp huyết đã có thể counter được chú rồng bên kia luôn. Ghê thiệt sự các bạn. Wow.
Wow, quéo các bạn. Nhưng mà điều mà mình gọi là mình chắc chắn thắng rồi nha các bạn. Nhưng mà điều mà mình đang muốn đó là thấy được đa anh hùng. Đừng che giấu nữa, hãy kích hoạt nội tại đi. Và đây cũng là cơ hội cuối cùng cho đa anh hùng. Nếu như ta không kích hoạt nội tại thì trong trận chiến này đa anh hùng phải là người ra đi để gọi là chỉ vì quay. Đúng vậy, kịch bản nó phải như vậy các bạn ạ. Nếu mà đa anh hùng ra đi trong pha này thì có một chút gì đấy mà nó nuối tiếc, nhưng mà đúng thiệt sự như mình đoán, vào những cái phút quan trọng đa anh hùng bật mod anh hùng lên, thế nào cũng khắc chế được cái đòn này các bạn. Anh hùng không muốn hy sinh quá sớm, chứ là trong trận đấu này nhìn thấy là hy sinh để hai gọi là người yêu với nhau, gọi là cuối cùng nhìn cay lắm. Thôi được rồi, chúng ta sẽ sử dụng skill bóng tối nãy giờ chưa xài nha. Black Hot bút tháp lên sẽ như thế nào? 262k. Emotional damage. What? Cái gì vậy? Đây là mới đúng là cái gọi là lượng đam ảo nhất từ trước, từ đầu video tới giờ luôn á. 262k trong hình hài của một skill bóng tối chưa được nhắc đến, chỉ được cuối game gọi là được có nội tại x2 nên gọi là vung ra. Thì ra cái người gọi là âm thầm che giấu chân nhân bất lộ tướng các bạn, chính là đa anh hùng ở phía sau. Không ngờ lại ghê đến vậy luôn các bạn ạ. Quá ghê gớm. Bây giờ người ta gọi là phải có một cái gọi là cái nhìn khác rồi các bạn. Khi mà những chú rồng kiểu như là chưa bút tháp nha các bạn, thì đam có thể là ảo ít ảo nhiều, nhưng mà bút tháp lên đúng là ảo tôn chảo luôn các bạn ạ. Chính vì vậy nên khi các bạn muốn trọng dụng, hãy chừa lại tháp để có thể là có được những cái pha gọi là trao đổi chiêu thức. Nói chung là có khả năng cao để mà chiến thắng nha các bạn. Ok, nói chung là chúng ta cũng đã gọi là đi... mình sẽ nhận cái rương tình yêu nha các bạn. Đấy, hình như là mảnh của chú rồng Epic. Thế là mảnh Epic mình cũng rất là nhiều rồi đấy. Mình cũng sẽ gọi là... Khoan, đã. Ok, mình cũng sẽ gọi là cho những cái quả trứng này ra luôn. Vì cái nhiệm vụ tiếp theo ấy là nhiệm vụ đánh arena. Quay, thế là sướng rồi. Đánh arena mà có đội hình như này, nhưng mà hơi khó chịu ở chỗ là chưa có gọi là bơ hồi sinh nha. Các bạn hỏi là khi nào mình mới gắn bơ hồi sinh, thì khi có dịp khảo nghiệm đã rồi mới gắn bơ hồi sinh được nha các bạn. Lên trời ơi. Thì có thể là sẽ chờ một cái môi trường nào đấy mà cùng hệ với những chú rồng đấy, và chú rồng đấy sẽ là người dẫn dắt gánh cái môi trường đấy, thì sẽ được gọi là hoàn thành cái khảo hạch và ban bơ hồi sinh xuống nha các bạn. Ôi ôi, cái gọi là cái quest này, quên đánh cái quest này luôn các bạn. À không, cái quest này mới hồi lại. Mình thực ra mình cũng không có đánh. Vô, giờ sẽ gọi là để cho thử lại cái skill bóng tối xem. Ảo quá. Black Hot cũng là 1k950, nhưng mà trong những cái tập trước thì đâu thấy skill này phát huy sức mạnh nhiều đâu. Black Hot 112k đấy, vẫn bình thường mà. Sao khi nãy gọi là lên được 100 gọi là 62k ghê vậy ta. Ảo Canada. Ôi trời ơi, 137 thế chứ các bạn. 137 đồng đã cao rồi. Bên kia lên bằng cách nào lên được 62 luôn, không biết luôn á. Mà skill này là 1k950 nha, không phải skill 1k2k6 đâu. Đấy là cái điều mà chúng ta cần nói đấy các bạn. 2k6 chúng ta nói làm gì phải không. Rồi vô. Đấy, 100 gọi là 21k. Kỳ ta. Không lẽ là skill đó là đúng là chân nhân bất lộ tướng thì ok, nhưng mà có nhiều cái quest để đánh nè. Ok, giờ thử vận may mở ra 3 phát xem ra mảnh gì nha các bạn. Giống như xem bói các bạn ạ. Bio Augmented, trời ơi, mình hơi bị nhiều chú rồng Bio Augmented luôn các bạn ạ. Metal Titan, nó chắc là phải mở đằng sau mới cho mình nhiều mảnh ngon ấy. Light Titan, ôi xời ơi. Rồi, ok, thì có lẽ là nói chung là chúng ta đã có những cái trận đấu bằng nhãn, mà đây chỉ là khởi đầu thôi nha các bạn. Chúng ta sẽ còn những cái trận đấu gọi là bằng nhãn ở phía sau. Và video của mình đến hết rồi, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại, bye bye. Chia sẻ cho thầy luôn. Các em, chia sẻ cho thầy đi.